cùng anh Trung Nguyễn đến thăm một ngôi biệt thự nằm ở giữa một cái đồi. Trước mặt chúng ta đây là cái ngôi nhà sàn ngoài cổng đi vào. Đường đi lên rất là đẹp, quay rất phong thủy, rất đền thờ hai bên cây cảnh. Hàng sau xa xa trên đỉnh đồi kia là một cái ta đến đây. Chơi cây cảnh người ta đang chơi cây cổ rất là dễ thấy nó ra hoa, như có những cây đến tỷ. Cây này thì đã ra cho ra quả rồi đấy, năm ngoái đã hoa như Tết. Chơi từ Tết đến bây giờ vẫn đẹp như Tết, vẫn còn đẹp rực rỡ. Đây cây nọc vừng. Mùa xuân này bây giờ bắt đầu đang ra hoa rồi. Cây cảnh cây nào cũng có dáng thế, có hồn của cây cảnh cũng lên thơ. Đấy, những cây cảnh này cây nào cũng đẹp, cây nào cũng lên thơ hết. Đấy, xa xa cái vườn tùng nữa kìa. Đấy. Đẹp chưa? Quá đẹp, long lanh một ngôi biệt thự trên một ngọn đồi. Nhìn ra trước cửa nhà là những hàng cau rất là phong thủy. Xuống đường đấy, cổng chúng ta vừa đi vào đó. À, bên dưới đó là cái nhà sàn này, và cái hòn non bộ này. Đấy, đi lên xong chúng ta vào cái ổ lúc nãy đó. Đẹp phong cảnh đây, hàng cau cây mẫu đơn rất to rất đẹp. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào các bạn, để được xem các video tiếp theo.